Xin hân hoan và chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về được rất là nhiều sản phẩm độc và lạ. Đặc biệt là hôm nay có những cặp đèn gán rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Xem được video cả nhà mình đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Hôm nay có rất là nhiều đèn dầu đẹp độc lạ nha để giới thiệu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì xem được thì đừng quên nha cả nhà mình ha. Nhớ cái nút like phía bên tay trái màn hình mình nha. Nhớ giúp em một cái nha. Bên cạnh đó phía bên tay phải là có chữ đăng ký, nhớ đăng ký giúp em luôn nha. Rồi mã số 1 đầu tiên đó là một cặp đèn rất là đẹp. Nó được làm bằng đá xanh ngọc nha. Rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Cặp đèn dầu nha. Đây là sử dụng dầu ha. Rất là còn tình trạng còn rất là đẹp nha. Chiều cao là cỡ khoảng là 26 cm. Chiều cao là 26 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 7 cm nha. Được làm bằng đá ngọc đồng ha. Trên đây là đồng nha cả nhà ha, đế đồng luôn. Đây là bằng đá xanh ngọc rất là đẹp. Một cặp này thì có giá giao lưu với cả nhà mình trong ngày hôm nay mã số 1 là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cho một cặp của mã số 1 ngày hôm nay. Cặp đèn đá xanh ngọc. Rồi. Rồi mã số 2, mã số 2 hôm nay là còn có 3 cái cây đèn, 3 màu khác nhau. Để cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm sử dụng luôn ha. Đó, trưng bày sưu tầm sử dụng luôn. Được bằng đá vàng, đá đỏ và đá xanh luôn nha. Ba cây này rất là đẹp ha. Và chiều cao là có khoảng là 27 rưỡi. Và mỗi một cây như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng một cây nha. Bề ngang là cỡ khoảng 8 cm. Cái chân ở dưới là chân bằng đồng nha cả nhà mình nha. Ở đây bằng đá vàng. Rồi cái đây bằng cái này bằng đá đỏ ha. Và bên đây là đá xanh ngọc. Đây là mã số 2 ngày hôm nay thì 1 triệu một cây. Thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cây nào thì báo em ha. Có được 3 cây 3 màu khác nhau. Đây là mã số 2 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 là một sản phẩm rất là đặc biệt. Mã số 3 là có 3 cây đèn của Nhật nha. Đặc biệt cái là hôm nay là có 3 cây đèn dầu của Nhật xưa ha. Chính giữa này á, và trên đây là họa tiết hoa văn gốm xứ Nhật ha. Rất là đẹp, nhưng mà cái cây này đặc biệt cái nó có chỗ để vào, trong đây là cái bình dầu chất liệu đồng luôn. Ở đây ngoài là gốm đậy lại. Còn đây cũng là gốm xứ Nhật luôn ha. Nó có biểu tượng rất là đáng để sưu tầm nha. Tình trạng là sử dụng dầu ha. Còn đây sử dụng rất là tốt. Ở đế này đế đồng. Còn cái này được làm bằng đá rất là đẹp nha. Cái dân đá là cả nhà mình xem rất là đáng để sưu tầm ha. Tình trạng là còn vẫn đang sử dụng tốt hết ha. Chỉ cần 100 dầu vô thôi. Ba cây này thì mỗi một cây có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 một cây này nha. Rất là đẹp ha. Cái này là đèn dầu xưa của Nhật ha. Mỗi một cây có chiều cao là có khoảng là 23. Cây này là 26 nè, rồi cây này 25. Cái này là 3 cây đèn dầu của Nhật nha. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 hôm nay thì em cũng mã số 4 hôm nay cũng có một cây rất là đẹp nè cả nhà nha. Cây này bằng đá đỏ. Đây là mã số 4 ha. Và chiều cao là cỡ khoảng là 26 cm. Cũng là được làm bằng đồng nha. Đồng và đá rất là đáng để sưu tầm ha. Cây này cũng có giá giao lưu cả nhà 1 triệu luôn nha. Cái này về mình trưng bày sưu tầm hoặc là sử dụng thì thôi, rất là đẹp. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là hai cặp bằng pha lê. Đó. Pha lê đỏ và pha lê xanh ha. Cặp này rất là cao nha. Đó. Cái này là hai cái này đều cùng giá nên em lên chung một mã cho cả nhà mình ha. Cái này bằng pha lê đỏ nha, mình về mình châm bỏ dầu vô là đốt thôi, còn cái này là xanh. Đế là đế đồng, tất cả đều bằng đồng nha. Chiều cao là cỡ khoảng là 31. Cái này đều bằng chiều cao hết nha cả nhà ha. Và cũng một cặp có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng một cặp nha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Lấy màu đỏ cũng được hoặc là màu xanh cũng được. Đều đồng giá là 2 triệu một cặp. Rồi, đây là mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 6 thì hôm nay là cũng có được hai cái cặp đèn nữa. Một cặp đèn bằng pha lê tím và một cặp đèn bằng gốm xứ Nhật nha. Hoa anh đào ha. Đây là một cặp của xứ sở hoa anh đào nha. Cả nhà cũng thấy là hoa anh đào ha, Nhật. Đây là mã số 6 ngày hôm nay thì cũng có hai cái cặp đèn như thế này. Thì một cặp của Nhật hoa anh đào ha, có hình ảnh đôi chim. Còn đây là bằng thủy tinh tím. Chiều cao là cỡ khoảng là 26 cm, còn cặp của hoa anh đào là cỡ khoảng là 25 và bề ngang là cỡ khoảng là 12 ha. Và đều đồng giá giao lưu với cả nhà mình một cặp cũng là 2 triệu đồng nữa nha. Cặp này là được
hoa anh đào, cả nhà anh xem ha, những chú chim được nổi nha, gốm xứ Nhật hoa anh đào ha, chất liệu bằng gốm ha. Còn này là bằng thủy tinh tím, thì đồng giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 một cặp nha. Rồi đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 của ngày hôm nay là cũng có được hai cái cây rất là độc lạ luôn, hai cái đèn dầu nữa. Một cây lùn và một cây cao. Đây là mã số 7 nha. Cây lùn là hình dạng giống như cái hồ lô cả nhà ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Còn cái cây cao này là bằng đá đỏ, chiều cao là cỡ khoảng là 32 cm. Còn cái cây nhỏ là 20 cm. Cây nhỏ thì bằng gốm ha. Gốm ở trên này là có gốm là men gạn theo thời gian rất là đẹp, giống như cái hồ lô rất là độc lạ nha. Thì đồng giá giao lưu cả nhà 1.000.000 một cây ha. Cây này là bằng đá đỏ. Đế và đế đồng nha cả nhà mình nha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay là còn được một ông gọi là quản gia ha. Số 8 là quản gia giữ tiền, có tổng trọng lượng là 2.2 kg, chiều cao là 18-19 cm. Rồi bề ngang là 15, chất liệu đồng ha. Và ông quản gia giữ tiền này thì có giá giao lưu với cả nhà mình 1.600.000 nha. Đế có chuyện luôn ha. Và có tổng trọng lượng là 2.2 kg, quản gia giữ tiền nha. Đây là mã số 8. Rồi mã số 9. Mã số 9 là một bộ tam đa phúc lộc thọ, chất liệu đồng. Chiều cao là 22 cm. Rồi bề ngang là 19 cm ha. Chất liệu đồng, tổng trọng lượng là 2.7 kg. Đây là một bộ tam đa phúc lộc thọ nha. Đáy này có chuyện luôn ha, sao có chữ. Bộ này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 nha. Tam đa phúc lộc thọ. Rồi mã số 10 là một tam ngựa nha, gồm có 3 con ngựa. Chiều cao là 20. Rồi bề ngang là 15, chất liệu vận động ha. 3 con ngựa rất đẹp. Và bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.300.000 nha, cho một bộ tam ngựa. Đó mã số 10. Và mã số 11. Đồ bộ là tập hổ ha. Tập hổ chất liệu vận động nha. Tập hổ này đã lên ten rất là đẹp. Chiều dài là cỡ khoảng là 25. Rồi chiều cao là cỡ khoảng 7 cm. Thì cặp này có giá giao lưu với cả nhà 1.200.000 nha, cho cặp hổ đồng đi ha. Xem được đừng quên cho em xin một like cả nhà mình nha. Rồi cặp này 1.200.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 của ngày hôm nay là một cái cây tiền tỷ hưu rất là đẹp. Một cái cây tiền trên đây là có một con tỷ hưu nha. Cây kim tiền tỷ hưu có tổng trọng lượng là 3.5 kg, chiều cao là cỡ khoảng 30 cm và bề ngang là cỡ khoảng là 27-26 cm ha. Chất liệu thì bằng đồng nha. Con này thì thôi khỏi chê ha. Cây này có giá giao lưu với cả nhà 1.800.000. Tỷ hưu phong thủy nha. Đây là mã số 12. Rồi 13. 13 đó là một tượng Phật Di Lặc, chất liệu bằng đồng. Có bề ngang là cỡ khoảng là 27. Rồi chiều cao là 14 cm. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 4 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà 1.600.000 nha. Cho một tượng Phật Di Lặc như thế này ha. Đấy có chuyện luôn. 14 đó là một cái sông trầm nhất long. Chiều cao là cỡ khoảng là 21 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 16 cm. Ở trên đây là có một con rồng nha cả nhà ha. Con rồng nó đang cầm một quả trâu. Đây là một cái sông trầm, đỉnh trầm rất là độc lạ ha. Ở đáy có chuyện luôn nha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà 1.700.000 ha, cho một cái sông trầm nhất long này nha. Đây là mã số 14. 15 là một cái cặp bình đồng hàng thủ công nha. Và có tổng trọng lượng là 5.5 kg. Chiều cao là cỡ khoảng 32 cm. Và cặp bình này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 ha. Chất liệu bằng đồng rất là sáng bóng nha. Ở đáy này có chuyện luôn ha. Ở đáy này có một 945-105MB nha, rất là đẹp. Rồi đây là mã số 15. Rồi 16. 16 là còn có một cặp cá ha, một con mạ vàng, một con không có mạ vàng nha. Đó. Chất liệu bằng đồng. Một con đó là mạ vàng, có dài là có khoảng là 37 cm, chiều cao là 18 ha. Và con không có mạ. Thì một con mạ vàng này cũng có giá giao lưu với cả nhà 1.800.000. Và con không mạ vàng thì cũng 1.800.000 luôn nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm con nào thì báo em ha. 1.800.000 một con. Đây là mã số 16. Rồi 17. 17 đó là một 17 ngày hôm nay đó là một tác phẩm mà Khổng Minh Gia Cát Lượng ha. Chiều cao là cỡ khoảng 30 cm, chất liệu bằng đồng xưa nha. Bề ngang là cỡ khoảng là
7 cm. Chất liệu đồng xưa rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Lượng khổng minh ra các lượng này thì có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 nha. Cho mã số 17. Rồi 18. 18 đó là một cái gạt tàn chim công. Chiều cao là cỡ khoảng là 10-19 cm. Rồi bề ngang là 11 nha. Gạt tàn chim công ha. Đây một gạt tàn chim công rất là đẹp. Cái gạt tàn này ở chất liệu đồng nha cả nhà mình ha. Và đường kính là cỡ khoảng 11 cm á. Ở đáy này có chuyện luôn. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1.100.000 nha. Cho cái gạt tàn chim công này ha. Đây là mã số 18. Mã số 19 hôm nay là một cái trống đồng cổ nha. Rất là to. Đây là một cái trống đồng to, trên đây có mấy con ếch này rất là sắc nét. Và chiều cao là cỡ khoảng 15 và mặt trên là cỡ khoảng là 10-19 cm. Chất liệu bằng đồng xưa ha. Trên đây cả nhà mình cùng xem nha, rất là rõ nét nha. Trống đồng cổ ha. Chất liệu đồng. Rồi cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.500.000 nha, 2.500.000 cho một cái trống đồng cổ này ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 2.2 kg nha. Đây là mã số 19. Rồi 20. 20 ngày hôm nay đó là một tượng Phật Niết Bàn. Chất liệu đồng mạ vàng thì bề ngang là có khoảng 16 cm. Rồi chiều cao là 9 cm ha. Trên đây là trên ngồi đang ngồi trên một cái ghế mạ vàng nha. Đồng mạ vàng rất là đẹp. Và tượng Phật gời ha. Đây là cái ghế nè. Còn tượng Phật đó là tượng Phật gời mình để lên. Rồi, bộ tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.400.000 nha, cho tượng Phật Niết Bàn bằng đồng mạ vàng ha, rất là đẹp. Đây là mã số 20. Rồi 21. 21 là một cụ cốc một sừng. Cốc ba chân. Cốc ba chân phong thủy ha. Thu hút thải tiền tài lộc nha. Chiều dài là có khoảng là 27. Rồi chiều cao là 20 cm. Tổng trọng lượng á là rơi vào khoảng là 4.8 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình á. Cái cụ này á là 1.800.000 nha. Đây trước cả nhà xem rất là to nặng ha. 800.000. Đây là mã số 21. Rồi mã số 22 là một cặp bình nho sóc hàng thủ công nha. 22 là một cặp bình nho sóc hàng thủ công. Cặp này là cặp cao có 30 cm nhưng mà hàng được làm thủ công rất là đẹp. Và có tổng trọng lượng là 4.2 kg. Chiều cao là 30 cm. Bề ngang là cỡ khoảng là 14 ha. Chất liệu thì bằng đồng nha. Cặp này có giá giao lưu cả nhà 2.500.000 cho cặp bình đồng nho sóc này ha. Đây là mã số 22. Và mã số 23. 23 là một cặp bình đồng nho sóc mà cao 36 cm nha. Cặp này to hơn. Cặp này thì to hơn cặp kia ha. Cặp này thì có chiều cao là cỡ khoảng là 36 cm. Cặp này thì nặng cỡ khoảng là 6 kg 6 nha cả nhà mình ha. Cặp này thì cao 36 và bề ngang là cỡ khoảng là 17 cm. Hàng thủ công ha. Cặp này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.400.000 nha cho cặp này. Rất là đẹp. Đây là mã số 23. Và đặc biệt của ngày hôm nay đó là mã số cuối cùng ha. Mã số cuối cùng là một cặp nai nha. Cặp nai rất là sắc nét, rất là đẹp. Rồi cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay ha. Là mã số 24. Đó là một cặp nai chất liệu đồng nha. Rất là nét ha. Nét từng chi tiết, không thể nào bỏ qua cặp nai này được nha cả nhà ha. Lâu lâu mới sưu tầm được một cặp nai rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Trong ngày hôm nay thì cặp nai này về trọng lượng á cỡ khoảng 22 cân, 22 kg cho một cặp này ha. Cặp này nổi cái sừng không là cả nhà thấy rất là đẹp rồi nha. Để em đo chiều cao ha. Chiều cao là lên tới là 83 cm. Rồi bề ngang của cái sừng á là 51. Còn cái thân của con nai á là cỡ khoảng là 41 cm. Rất là đẹp. Một cặp này thôi khỏi chê nha. Cặp này mình về trưng bày sưu tầm để ở nhà phòng khách thì thôi khỏi chê. Dê nai tài lộc ha. Cặp nai đồng vậy. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 14 triệu đồng nha cho một cặp như vậy ha. Nét từng chi tiết nha cả nhà mình nha. Từng cái sừng ha và từng cái con như đây. Rất là đẹp. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của clip buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua nha. Xem được đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cả nhà mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau nha, với những sản phẩm độc và lạ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.